Cherry Harry. Chào các bạn Cherish. Hôm nay mình sẽ make up màu hồng đào phù hợp với sân bóng. Gần đây mình mới đổi cách vẽ eyeline và mắt mình trông to hơn nhiều. Mình thậm chí còn hối hận sao từ trước đến giờ mình không vẽ như này nữa cơ ý. Tất cả mọi sản phẩm mình dùng hôm nay mình đều sẽ để link ở dưới phần xem thêm nên các bạn hãy tham khảo nhé. Vậy mình sẽ bắt đầu Glossy Peach Makeup của ngày hôm nay nhé. Vì môi mình khô nên mình sẽ bôi son dưỡng trước rồi bắt đầu. Trước khi make up, mình sẽ tẩy da chết bằng miếng Cosrx này, làm giảm nhiệt độ của da xuống. Nếu da mát thì make up sẽ ăn hơn. Cái này cực kỳ tốt. Mình đã dùng da chết bằng miếng Cosrx này đến lần thứ tư rồi. Chỉ còn cho lên da như này cũng được. Hãy làm cho nó hấp thu tốt. Tiếp theo là kem chống nắng. Đây là loại kem chống nắng mình dùng hàng ngày. Mùi hương của nó cũng thơm và nó giúp ăn makeup hơn nên thích cực. Kể cả khi ở nhà mình cũng dùng kem chống nắng. Tiếp theo là lớp đầy lỗ chân lông. Mình che cuộn thơm bằng màu đỏ. Mình đã dùng che khuyết điểm này được gần 5 năm rồi, nên bây giờ mình đi mua loại mới. Lúc này nhận được che khuyết điểm mới, mình sẽ quay video makeup khác nữa nha. Đây là kem che khuyết điểm dạng thời lần trước mình đã quay. Bôi thật đều. Hôm nay mình sẽ dùng Wick Make Cushion Foundation. Mình thích makeup mỏng nên mình không đánh nền nhiều. Các bạn đừng quên đánh cả ở cổ nhé. Tiếp theo lại là kem che khuyết điểm. Thực ra mình có rất ít tàn nhang hoặc đốm trên mặt nên mình không có nhiều thứ để che. Buổi tối ngày hôm đó mình đến edit video thì thấy file video phần ở giữa đã bị mất rồi. Vì vậy mình đã quay phần giữa này lại. Bây giờ mình sẽ kẻ lông mày. Có nhiều bạn đã nhờ mình dài kẻ lông mày cho. Đầu tiên các bạn hãy chải lông mày và hãy kẻ phần đuôi trước. Khi kẻ lông mày phải thả lỏng tay và kẻ thật nhẹ. Và càng về phía trước càng phải vẽ nhẹ thì trông mới tự nhiên. Lông mày của mình trông như này nên mình lấp đầy phần này. Tốt nhất là vẽ lông mày phù hợp với khuôn mặt mình. Những bạn không biết hiện nhằng lông mày nào phù hợp với mình thì mỗi ngày hãy thử kẻ lông mày khác nhau một chút và thử nhìn phản ứng của những người xung quanh nhé. Và sau đó nhớ hiện nhằng lông mày có phản ứng tốt nhất và tiếp tục luyện tập kẻ lông mày đó nhé. Cũng có lúc mình kẻ lông mày xấu đến mức các bạn của mình trêu mình là xin cậu bé bút chì. Và bây giờ mỗi ngày mình đều luyện tập nên mình đã kẻ đẹp hơn. Trong số những bút kẻ lông mày có nhiều loại, có loại cứng như bút chì, có loại hình hộp phấn và cũng có loại bút mềm như này. Theo cá nhân mình thì loại bút cứng và loại bút mềm kẻ đẹp và tự nhiên nhất. Có câu nói là lông mày không phải là chị em sinh đôi mà chỉ là chị em thôi. Nhưng nếu hai bên lông mày của mình không đối xứng mình sẽ hơi khó chịu nên mình cố gắng kẻ cả hai bên càng giống nhau càng tốt. Những lúc như này có một tip là chỉ cần kẻ độ cao của hai bên lông mày ở phía trước bằng nhau thôi là trông đã đối xứng rồi. Tiếp tục chải lông mày để không bị rối. Tiếp theo là mascara cho lông mày. Nếu các bạn kẻ lông mày màu đen thì không sao. Nhưng nếu các bạn kẻ màu nâu như mình thì phải chút mascara cho lông mày. Nếu không chút mascara cho lông mày thì trông nó sẽ gượng gạo. Chút mascara theo ngực hướng của lông mày và sau đó lại chút một lần theo hướng của lông mày nữa. Mình sẽ đánh một lớp eye primer để tăng độ bền. Mình sẽ đánh eyeshadow màu hồng đào sáng. Tiếp theo đánh màu đào hơi đậm cho phần trước và dưới mắt. Rồi sau đó làm blending. Hãy đánh eyeshadow màu nâu sẫm giống như kẻ eyeliner.
hãy đánh foundation cho những phần còn chưa đều. Đám màu nâu bóng vào phần giữa mắt để tạo chiều sâu. Đây là cách kẻ eyeline, dạo này mình bị nghiện. Lúc đời khoảng cách giữa lông mi bằng bút kẻ mắt dạng gel và vẽ một chút phần đuôi nữa. Chỉ cần lớp đời lông mi thôi, trông mắt đã rõ hơn nhiều. Làm y như vậy với phía đối diện. Nếu có kẻ lệch một chút, các bạn có thể lau bằng tăm bông. Kẻ eyeliner thật mỏng một lần nữa để làm mắt trông rõ hơn. Nối với phần trước. Hãy kẻ phần đuôi để khi mình nhắm mắt trông không bị cượng cào. Vẽ toàn bộ bằng bút kẻ mắt dạng gel một lần nữa. Xóa khoảng cách giữa eyeliner và eyeshadow bằng màu eyeshadow tối nhất. Phải xóa khoảng cách của eyeliner trông mới tự nhiên và đẹp. Cuối cùng, thoa eyeshadow lấp lánh vào phần dưới mắt. Đây là mascara mỏng mình thích nhất của The Face Shop. Chút lên từng sợi lông mi. Dạo này đang hot kiểu đâm má hồng nhiều như thế này. Đánh từ giữa má cho đến bên cạnh. Đánh thêm phần má màu sáng cho phần giữa má. Dùng màu nâu sáng nhất. Đánh từ phía trước lông mày đến chóp mũi. Lúc này, nếu bạn làm blending phần phía trước lông mày nhiều trông sẽ tự nhiên hơn. Phần phía trước của lông mày đã bị xóa đi một chút nên mình sẽ sửa nha. Gần xong rồi. Cuối cùng làm gọn khuôn mặt bằng shading. Makeup của mình là sau khi mascara khô xong, hãy kẹp mi một lần nữa. Thì trông lông mi sẽ như búp bê ơi. Cuối cùng, mình sẽ sử dụng sân bóng của Hera mà dạo này mình đang bị nghiện. Đây là loài Jenny quảng cáo, màu thật sự đẹp đúng không? Đánh shading cho mũi một lần nữa nha. Bây giờ xong thật rồi. Đã hoàn thành makeup môi bóng như đào. Mình cũng không giỏi makeup đâu. Nhưng nếu có bạn nào đang có lo ngại về trang điểm hoặc muốn xem cách trang điểm nào đó thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Vậy hẹn gặp các bạn Cherish ở video tiếp theo nha. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But I thought
thousand years seem like almost no time now.